Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội thì một phong cách chuẩn mực nhẹ nhàng mà lịch thiệp của cô giáo không chỉ giúp cô tự tin định vị giá trị cao quý của người thầy mà còn giúp các học trò tin yêu từng bài giảng. Và hình ảnh của cô ngoài đời cũng là tấm gương định hướng thẩm mỹ để học sinh học tập noi theo. Hiện nay có rất nhiều hãng thời trang công sở, tuy nhiên Hoa An là hãng thời trang tiên phong đi đầu trong việc thiết kế các trang phục dành riêng cho giáo viên. Theo các nhà thiết kế Hoa An, hiện nay thời trang dành cho các giáo viên khá đa dạng như quần tây, áo sơ mi đầm liền hay sơ mi với chân zip. Dù là sản phẩm gì nhưng chúng đều có đặc điểm chung, đó là sự chuẩn mực về form dáng và chất liệu. Chất liệu không quá mỏng, không nhầu, không gây bức bí mà thoáng nhẹ, dễ chịu, phù hợp với cả một ngày bận rộn đứng lớp. Các thiết kế vừa vặn, không quá ôm sát, cũng không quá rộng, độ dài vừa phải, vừa tạo sự thoải mái khi di chuyển mà vẫn lịch sự. Chị thấy là đối với các ngành nghề thì cái trang phục cho giáo viên là khó nhất đấy em. Bởi vì là thứ nhất là giáo viên phải mặc thế nào cho nó kín đáo, cho nó thanh lịch, lịch sự đứng trước bục giảng, còn học sinh nhìn và học tập theo giáo viên. Thế do đó bọn chị khi mà chọn lựa đồng phục thì ví dụ như váy đầm này hoặc là áo thì bọn chị phải chọn cái chất liệu là kín đáo, không được mỏng quá, bởi vì mỏng thì nó sẽ dễ dàng hở cái đồ y ở bên trong. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ chọn áo sơ mi thì phải là chọn loại áo là thông thường là bọn chị phải mặc áo, chọn áo có cổ, hay là chọn váy đầm thì phải là cổ cao. Ví dụ như hôm nay chị đến đây chị chọn được cái bộ này này, chị thấy là cổ cao mà mặc nó phù hợp. Hoặc là cái chân váy thì cũng không được ngắn, phải là đến đầu gối thì là nó mới vừa vặn với người. Và khi mà giơ tay viết bảng hay là áo thế thôi, áo ví dụ như áo thì áo nó phải là không được hở nách, thế mà khi giơ tay viết bảng thì nó cũng không được hở cái phần sườn, tại vì sẽ gây cho học sinh không chú ý tập trung ở trên bảng khi mà giáo viên giảng dạy. Thế hoặc là mặc quần âu, thế như bọn chị rất hạn chế cái chuyện là mặc quần cặp trễ, mà các chị phải là mặc quần cạp nó cao. Ví dụ như quần của hãng Quay An đây thì là bọn chị mặc cảm thấy rất là tự tin, thoải mái. Bởi vì thường thường giáo viên là một là mặc quần ống đứng, hai là mặc quần âu nhưng không được bó sát quá. Thì là cái hãng Quay An thì chị thấy cả áo với quần âu hay là váy đầm đều là rất là thích hợp cho giáo viên để mặc. Do đặc thù của ngành giáo viên khác với những ngành nghề khác, như là giáo viên phải đứng trên bục giảng, đứng trước các em học sinh đang trong độ tuổi hoàn thiện về tư duy lẫn tâm sinh lý. Vì vậy mà trang phục của giáo viên phải đảm bảo được cái phong thái của nhà giáo cũng như là tính mô phạm. Thứ hai là giáo viên phải viết bảng cũng như là di chuyển nhiều. Vì vậy trang phục phải đảm bảo được độ dài, sự kín đáo cũng như là thoải mái, thuận tiện trong cử động. Ngoài ra thì việc thiết kế trang phục cho giáo viên đòi hỏi chúng tôi phải có sự am hiểu sâu sắc về vóc dáng lẫn độ tuổi để có thể thiết kế ra được những trang phục che đi được hoàn toàn các khuyết điểm cũng như làm bật lên được các nét đẹp của các cô. Chia sẻ với những mong muốn trong việc tạo dựng phong cách cũng như thấu hiểu tính chất nghề nghiệp của các nhà giáo, các nhà thiết kế Hoa An đã tận tâm tìm ra các giải pháp thời trang giúp cho các nhà giáo tự tin đứng trên bục giảng, có thêm nguồn lửa cháy nghề và hòa điệu cùng với nhịp sống thời đại. Có thể nói thời trang cũng là cuộc sống, luôn lắng nghe, thấu hiểu những trăn trở và những mong muốn, đưa ra những giải pháp phù hợp, đó chính là bí quyết để thời trang khẳng định được giá trị của mình trong cuộc sống. Càng phục vụ con người được tốt, càng khẳng định được đó là sản phẩm chất lượng cao.